Ngày 27 tháng 4, Ban Liên lạc Mặt trận Tây Nguyên Quân đoàn 3 tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, mùng 1 tháng 5 năm 1964, mùng 1 tháng 5 năm 2024. Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đại tướng Đỗ Ba Tị, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có lãnh đạo chỉ huy một số cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, lãnh đạo một số địa phương và đông đảo tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh Mặt trận Tây Nguyên Quân đoàn 3. Mặt trận Tây Nguyên, mật danh B3 ra đời, có nhiệm vụ xây dựng Tây Nguyên thành chiến trường đánh tiêu diệt lớn, giam chân lực lượng cơ động chủ lực Mỹ Ngụy, tạo điều kiện cho đồng bằng và thành phố nổi dậy, đồng thời xây dựng hậu phương trực tiếp của chiến trường, hình thành căn cứ địa vững chắc cho cách mạng miền Nam, xây dựng và bảo vệ hành lang chiến lược nối hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam. Trong 11 năm, từ năm 1964 đến năm 1975, Mặt trận Tây Nguyên đã mở 10 chiến dịch quân sự lớn, trong đó có 3 chiến dịch có ý nghĩa đặc biệt. Chiến dịch Blamer năm 1965 tiêu diệt gọn một tiểu đoàn Mỹ, đánh thiệt hại nặng một tiểu đoàn khác thuộc Lữ đoàn 3, Sư đoàn Không vận số 1 Mỹ. Thắng lợi của chiến dịch đã làm rung chuyển nước Mỹ và khẳng định ta có khả năng thắng Mỹ. Ngày 26 tháng 3 năm 1975, Quân đoàn 3 được thành lập gồm phần lớn các đơn vị chủ lực của Mặt trận Tây Nguyên, thần tốc tiến vào giải phóng Sài Gòn và Mặt trận Tây Nguyên đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang của mình. Tham gia vào chiến trường từ những năm 64 cho đến năm nay là tròn 60 năm rồi. Ở B3, ở Quân đoàn 3 cũng cực kỳ gian khổ và hết sức khó khăn, nhưng chúng tôi đã vượt qua được tất cả và đã sống cho đến bây giờ, cho đến lúc 65 tuổi mới được về hưu. Nhưng về hưu tôi vẫn thấy là còn đóng góp được, còn làm việc được cho gia đình, cho địa phương. Nhưng mà đây thực ra là rất là xúc động, từ lúc nhận được tất cả tin cho đến bây giờ gặp lại bạn bè, thấy nó sung sướng lắm, hạnh phúc lắm, mà nghĩ rằng mình còn sống đến bây giờ, còn được gặp mặt nhau bây giờ là quá hạnh phúc, quá vui vẻ. Trong chiến trường Tây Nguyên thì tôi cũng xây dựng ở đấy là 10 năm, từ năm 65 đến năm 75. Nhân dịp hôm nay thì tôi cũng gặp lại rất nhiều các đồng đội cũ, thì nói chung là anh em gặp mặt với nhau để ôn lại những kỷ niệm xưa, cảm thấy là rất là cảm động, bởi vì là qua bom đạn rồi thì về đây thì cái tình cảm của anh em nó rất là quyến luyến nhau. Tại buổi gặp mặt, Ban Liên lạc Mặt trận Tây Nguyên B3 Quân đoàn 3 đã báo cáo kết quả hoạt động thời gian vừa qua, đồng thời mong muốn các hội viên tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đoàn kết gắn bó, động viên giúp đỡ nhau lao động sản xuất và cống hiến sức lực trí tuệ để có những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế ở địa phương và là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Hoạt động của các ban liên lạc, từ Ban Liên lạc Mặt trận đến các sư đoàn, trung lữ đoàn, các tỉnh, thành phố, quận, huyện đã có nhiều hình thức hoạt động phong phú, sáng tạo. Gần 10 năm trở lại đây, việc tri ân đồng đội đã ngã xuống trong những trận đánh ác liệt được chú trọng hơn bao giờ hết. Những việc chúng ta đã và đang làm là thiết thực, mang tính xã hội, nhân văn sâu sắc, là những nghĩa cử cao đẹp có sức lan tỏa lớn trong cán bộ chiến sĩ và nhân dân các địa phương. Hoạt động của chúng ta chứng tỏ càng về sau càng có hiệu quả tốt hơn. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Võ Minh Lương bày tỏ vui mừng được gặp các tướng lĩnh, cựu chiến binh, những người đã từng sống chiến đấu trong đội Mặt trận Tây Nguyên Quân đoàn 3. Với những chiến thắng vang dội, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, nhân dân cả nước hoàn thành sứ mệnh lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau khi ôn lại vị trí, vai trò và những chiến công vẻ vang của Mặt trận Tây Nguyên Quân đoàn 3, Thượng tướng Võ Minh Lương khẳng định: Hôm nay chúng ta có mặt tại đây tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Mặt trận Tây Nguyên nhằm ôn lại truyền thống để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với nhau, nhắc nhở, động viên nhau trong cuộc sống, và cũng là dịp để tri ân những đồng đội đã anh dũng chiến đấu và vĩnh viễn nằm lại trên những vùng đất của Tây Nguyên. Bất khuất là việc làm rất đắt đáng trân trọng, là minh chứng sống động nhất có giá trị cao trong giáo dục truyền thống đối với thế hệ hôm nay. Thượng tướng Võ Minh Lương mong muốn các cựu chiến binh Mặt trận Tây Nguyên Quân đoàn 3 dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, truyền thống kiên trung bất khuất của bộ đội Tây Nguyên,
góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.